chào quý vị khán thính giả xem đài VSTV Nhân dịp đầu năm thì chúng tôi có vinh hạnh được mời anh Trương Quang Tính Thì à, xin chào anh Tính à, Tôi Trương Minh Tính xin kính chào quý thính giả và chào anh Sơn Trà à, Thì được biết là trước đây anh đã từng là hành nghề luật sư tại Sài Gòn Thì anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân anh cho quý vị khán thính giả ấy, cùng biết được không ạ? Tôi là Trương Quang Tính Thì trước khi định cư tại San Jose này được 6 năm À, tôi từng hành nghề luật sư tại Sài Gòn nếu quý vị ở sân à, show show này lâu quá thì quý vị cũng thường nghe à, tôi thường thoát xô trên đài radio về chương trình pháp luật TV và hôm nay á, là chủ đề chúng ta nói về dê do vậy là chúng ta không có nói về pháp luật thì cũng rất tiếc cho anh là hôm nay thì năm dê thì phải nói chuyện dê Đúng. thì năm nay là năm ất mùi thì anh có thể giải thích là tại sao gọi là ớt mùi và nó có cái ý nghĩa như thế nào cho quý vị khán giả cùng biết được không ạ? À, cái đàn ông mà nghe nó chữ dê đó thì thích lắm. À, đàn ông mà không dê cũng không phải là đàn ông. À, cái thưa quý vị, à, đất nước Việt Nam chúng ta thì nó bị Trung Quốc nó đô hộ 1.000 năm. Do vậy cái phong tục tập quán mình cũng ảnh hưởng rất là nhiều về của Trung Quốc. Cái con dê ấy, năm ấp mùi này đó là cái đứng hàng thứ 8 trong 12 con giáp. Tí sủ dần mẹo ngõ thịnh cái ngõ mùi thì cái năm nay đó thì theo cái sách sử của phương đông và phương tây thì người ta nói năm con dê này là con dê vàng con dê vàng rất là tốt thì cái năm trước đây là năm ngọ thì nó thể hiện của sự hùng dũng oai phong còn năm nay là năm con dê thì nó thể hiện của sự hiền lành và nó hiền hòa hiền lành và nó mang cái chất sống nội tâm nhiều hơn thì à, anh nhắc cái dụ mà sống nội tâm này á thì em thật sự em không hiểu là tại sao con dê trong theo cái 12 con giáp của phương phương đông chúng ta thì con dê là một con vật hiền lành, sống nội tâm, thậm chí là những người tuổi dê là có một đôi chút mắc cỡ trong cuộc sống. Thì không biết tại sao con dê như vậy lại bị gán cho những cái người đàn ông là dê, dê tức là sao là thích ve vãn phụ nữ, đó là một cái tính tính không có tốt. Và tại sao hai con dê nó lại lại có thể sử dụng lại như vậy cái phần này để trả lời cho sơn trà nha cắt làm hai chia làm hai cái phần đầu tiên đó thì um, đâu phải ai tuổi dê là cũng sống hiền hòa hiền lành mà nhiều khi người tuổi dê người ta dữ dằn lắm à, như quan tính đây tuổi cọp này thấy hiền khô à đâu con dê chẳng qua người ta đặt thôi còn ngược lại đó cái vấn đề thứ hai mà sơn trà đặt ra đó cái dê mà phụ nữ không thích dê đó cái câu đó hoàn toàn là không có đúng phụ nữ rất là thích dê nhưng mà dê đây phải dê nghệ thuật dê một cái bài bản dê một cái lớp lang còn cái dê mà phụ nữ không thích đó là sân trà biết không đó là dê sòm dê gái dê mà nó đầu đầu lộ vô dê một cái nó không có à, trắng trợn quá giống như nhìn một phụ nữ giống nuốt vô họng người ta cái dê đó là không đẹp đàn ông không đẹp thật sự là lần đầu tiên sân trà mới nghe được là dê mà cũng có nghệ thuật nữa hả anh ừ. Oh, oh, đàn ông quý vị nếu mà quý vị có gia đình rồi hoặc là quý vị đang có bạn gái hoặc là quý vị muốn quen một cái cô đó đó thì trước hết mình muốn chiếm trái tim của người ta là chúng ta phải làm sao phải từ bước từ bước một Như hết là phải chúng ta phải tìm hiểu về nàng rồi chúng ta cũng lâu lâu cũng nhắn tin là khen hôm nay em tươi quá em xinh quá em dễ thương quá và đặc biệt là em trẻ quá thì lúc nào phụ nữ ta nghe người ta cũng là đầu tiên mình nhắn tin hay mình nói cái cái câu đó thì phụ nữ người ta uh, chưa ý mình đâu nhưng mà một hai lần là người ta lại thích rồi từ từ mình lâu lâu cái mình tặng một món quà phụ nữ thích quà lắm Mặc dù ít nhỏ gì người ta thấy cái người quan tâm đến mình Do đó là đó là có nghệ thuật dê rồi người ta bớt từ bớt từ bớt mình sẽ chiếm lĩnh cái trái tim của người ta đó là dê nghệ thuật vậy thì còn cái dê mà không nghệ thuật thì anh có thể nói thêm một chút về cái vấn đề đúng không cái vấn đề đó mình gặp rất là nhiều nhưng mà thật sự cũng không có rõ ràng lắm à, kính thưa quý vị và anh sơn trà cái đó gọi là dê đào lộ có nghe cái đào lộ chưa cái cái nghe, nghe dê sòm chưa rồi thường, thường mấy cái người mà đàn ông mà dê như vậy đó thường người ta ghém vô mấy cái danh tự này, ha ông này có máu dê gọi là dê gái dê đào lộ dê sòm dê lộ liễu những cái người đó thì họ à, mỗi người trời mà sanh một cái tính mà những cái người mà dê đó đó à, nó không có nghệ thuật giống như bên kia mà nó nhìn một người phụ nữ chầm chầm giống như muốn nuốt người ta liền muốn chiếm hữu liền muốn sử dụng liền làm cái đối phương phụ nữ người ta sợ và thường mấy ông này á à, quen cái cô này là quen cái cô kia rồi quen cô nọ đó quen tùm lum đó người ta ghép vô công này là dê gái dê sòm lắm và dê đào lộ là những cái người đó tóm lại dê đó thì giới đàn ông chúng ta không nên dê nếu mà nói con dê là xấu thì hơi oan cho con dê tại vì cái sinh lý con dê nó sinh ra là nó như vậy rồi trời sinh ra nó là như vậy mà tại sao lại nói con dê đàn ông sống lại là dê à kính thưa quý vị thì quý vị, vị cũng biết rồi à, dê đó, cái về cái đặc thù về cái đặc thù của nó đó là về mặt sinh dục nó rất là mạnh à, có thể là một bầy dê mười mấy con cái trong cái chuồng chỉ có một anh dê đực thôi sáng mà người chủ mà thả cái lồng dê đó thì cái anh dê đực á đầu tiên ảnh đầu tiên anh nhảy ra ngoài trước cái cái cửa chuồng đó thì mỗi một con dê cái qua là ảnh điểm danh cái đi điểm danh cái đi điểm danh cái đi cho vậy cái cái tần số nó rất là nhiều mà thường là ông mà quen cái cô này cô nọ cái kia đó ông này dê lắm ý ông nói là cái cái người này là quan hệ À, nhiều người hoặc là cái số cái tần số mà sinh dục đó nhiều lời Do vô vậy họ mất ghép cho con dê thật ra tội nghiệp rất cũng... tội nghiệp con dê tại vì cái bản chất cái, cái mặt uh, sinh lý của nó là như vậy rồi chứ không phải là nó uh, mang tính chất gì khác uh, giống như quan tính nói lúc đầu đó uh, đâu phải ai tuổi con dê là cũng phải hiền lành đâu phải ai tuổi con cọp là phải dữ dằn tùy theo cái đặc thù đó là 12 con giáp để người ta giới thiệu vào thôi À, khoan cho em xin phép em nói cái chuyện này nếu mà nói về chuyện mây mưa đó con dê không phải là cái con vô địch mà thậm chí những cái nông chạy mà nuôi dê ấy, mà họ muốn nhân giống là họ phải thụ tinh nhân tạo để đảm bảo được cái chất lượng Chứ của con dê ừ. nói về cái chuyện mà quan hệ thì phải nói là cái con cọp là cái thứ mạnh hổ mới là cái con khỏe mạnh nhất có thể một ngày nó có thể quan hệ tới ba đến bốn chục lần ừ. mà nó vẫn còn muốn ve vãn những con khác thì tại sao lại lấy con dê để so cái đặc tính về tình dục của đàn ông mà không lấy con cọp À kính thưa quý vị, vừa qua quý vị nghe anh Sơn Trà nói về con cọp thì quý vị có thể quý vị nếu quý vị nào biết rồi á thì thôi, còn quý vị mà chưa biết á thì con cọp nó cũng rất là hùng dũng và nó rất là mà, ghê gớm cũng tương đương với con dê. Nhưng mà cái 12 con giáp đó, cái con cọp đó người ta không chỉ con cọp là dê quá hay là cái gì quá mà to, con cọp là có thể hiện một cái sự uy nghi, một, một sự hùng dũng, một cái chuốt tẩy sơn lâm đó là nói con cọp do vậy còn cái con, con dê này nó hiền lành mà nó dê quá do vậy người ta không có lấy con cọp mà đặt hai món được ta bỏ qua con cọp đi mà người ta lấy con dê mà thôi đó là cái lý do đó đúng rồi anh tính nói vậy thì em mới nhớ là tự nhiên con cọp là thứ dũng mãnh và con dê nhìn mặt vô là thấy nó nó dê liền rồi thì á, nhưng mà con dê với lại cái chuyện sinh dục của người đàn ông á, trong dân gian của mình nó rất là nhiều cái mối quan hệ với nhau đàn ông mà về cái vấn đề sinh lý mà không được mạnh là thường tìm đến sự giúp đỡ con dê ừ. là giúp đỡ là sao là họ ăn thịt dê họ uống máu dê thậm chí là họ uống rượu ngâm ngọc dương thì không biết là trên khoa học thì á, họ không tìm được cái mối quan hệ giữa hai cái đó nhưng mà người người dân của mình thì vẫn cứ sử dụng như vậy thì anh có thể cho biết là nó nó hiệu quả đến như thế nào không <laughs> à, kính thưa quý vị à, thưa anh sơn trà à, hãy nói con dê đó, là nó trong tiềm thức của người việt nam là chúng ta sinh ra ở lên hãy nói dê làm hình tượng là những người đàn ông đó là cái tần sức à, mà tần sức à, sinh hoạt nhiều lần à, nam cũng như như nữ và mặt sinh dục thì họ cũng ngang nhau nhưng mà nữ thì nó thể người ta đè né trong lòng người ta không có bộc lộ ra ngoài còn đàn ông thì nó có thể bộc lộ ra ngoài còn về cái nhu cầu đó đó à, nhờ sự trợ giúp thì quan tính này cũng cũng thường rất là thường đây là món dê là món khoái khẩu của hoàng tính thì hoàng tính cũng thường ăn rất là thịt dê mà đúng thật thịt dê nó hỗ trợ cho đàn ông kia rất là nhiều thường quý vị biết không à, nếu mà những người đàn ông mà đến quán quán dê thì quan tính đầu tiên là kêu cái bộ súng đạn <laughs> đây nó vui nếu quý vị biết cái bộ súng đạn là quý vị biết rồi bộ súng đạn rồi đồng thời em, nếu mà uống rượu á, thì uống rượu ngọc dương có nghe là ngọc dương ngâm trong cái rượu đế rau cũng chắc và đồng thời ta họ bỏ một hai cây sâm. còn những cái món dê đó thì rất là nhiều là món khoái khẩu của quan tính thì quan tính có thể kể cho anh sơn trà nghe những cái món nào đầu tiên là mình vô á, là dê sầu lăng vú dê nướng à, lẩu dê dê à, bóp thấu rồi tùm lum dê phải trên dưới khoảng hai chục món dê Mà Nói thật với quý vị với anh Sơn Trà nha Ăn những món đó Mà đồng thời mà uống rượu cọc dưa Mà uống với mức độ vừa phải thôi Như vừa, phải thôi chứ uống quá xỉn cần câu thì nó không có tác dụng gì cả Vừa phải thì nó có trợ giúp trong phần đó Cái phần kế tiếp á, thịt dê là hàng Người ta liệt vô cái món hàng cái Máy lạnh á Ăn vô nó sẽ tạo một cái sự rạo lực của người đàn ông Tạo một cái sự ham muốn Đó, chính cái đó Điều đó quan tính khẳng định bà khỏi ồ ờ, thì ra là vậy. Nhưng mà sơn trà cái này nói thật sự không phải là muốn nó muốn chê thịt dê nhưng mà nhiều người người ta cho rằng thịt dê con dê là con bò của người nghèo. Ừ. Thì thật sự là thịt dê không có ngon bằng thịt bò mà nó rất là hôi. Thậm chí sữa dê một ngày nó có thể sản xuất ra nhiều gấp 3 lần con bò thì ừ. nó không có thơm bằng. thì tại sao anh lại thích ăn thịt dê hơn là thịt bò? Ồ, ừ, cái này cái phần này là thuộc về cái ẩm thực cái khẩu vị của mỗi người có thể là đem hai cái món lên anh sơn trà anh thích thịt bò nhưng mà tôi đem hai món tôi lại phải thịt dế nhưng với hai nữa phải phù hợp với cái người chế biến cái đặc sản của con dê là nó cái mùi nếu mà chúng ta mà không có làm sạch đó, thì chúng ta ăn vô nghe cái mùi dê thì cũng rất là khó ăn do vậy thứ nhất là theo cái ẩm thực của mỗi người con tính thì thích dê anh thì thích bò thứ hai là cái người chế biến cái đặc biệt cái món dê này là quý vị biết những cái người ấn á, người trà ở Việt Nam là những cái món này là món khẩu vị của người ta, món chính của người ta. Oh thì thôi à, anh tính thì cũng giống như anh tính nói bây giờ sân trà mới để ý nè là trước đây cái lúc mà sân trà còn nhỏ ở Sài Gòn ừ. thì dê gần như rất là ít nhưng mà không biết nhưng dạo này nó lại rộ lên thành phong trào ăn thịt dê, có những con đường mà có cả chục quán làm thịt dê, rồi có những cái rất là nhiều món cà ri dê rồi dân dân rồi dân dân thì anh có thể biết là anh có thể giải thích tại sao tự nhiên có một cái phong trào ăn thịt dê nó rộ lên ở Sài Gòn như, <laughs> như bây giờ không? À, nếu mà nói phong trào á, thì nó cũng đúng và nó cũng sai Thì ở Việt Nam á, thì bây giờ dân người ta nhậu nhiều quá và công việc chính người ta nhậu nhiều quá Người ta nhậu thịt bò, thịt heo, thịt ngán, nhảy nhảy qua thịt dê à, Kính thưa bị quan tính ở vùng Phú Lâm, chợ lớn, bụng bên cây gõ Thì đó là đường Minh Phụng à, Nó có khoảng 100 m thôi Mà trên dưới 20 cái quán dê Từ đầu đến cuối vô vô đó là là là, quán dê 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 không thì quý vị biết không ở bên việt nam người ta dùng cái từ là làng dê làng dê cái, cái, dùng nó bán dê không nhưng mà không phải cái dùng của quan tính ở đâu nha dùng ở quận năm nè được trần bình trọng nè ở quận năm thì bình bắn đạt nè rồi quận 10 có lê hồng phong nè người ta nói là làng dê nhưng mà thật tình ăn về rất là ngon sơn trà bữa nào à, quan tính mời sơn trà dùng thử cũng thật dê. thì bữa nào chắc là sơn trà với anh tính cũng phải đi thử mới được nhưng mà còn một cái vấn đề mà sơn trà đi hỏi khắp nơi hết nhưng mà không có ai có cái câu trả lời cụ thể là tại sao con dê lại đi chung với số 35 <laughs> cái cái số này đó rất là hay có câu câu hỏi của sơn trà câu hỏi này rất là hay mình là nhỏ lớn mình nghĩ dê cái nghĩ số 35 và người ta không nói mà ông này dê mà ông này bầm lầm Nó Đúng nhẹ không? nhàng hơn à, Kính thưa quý vị Ở vùng miệt Sài Gòn chợ lớn à, Những năm 50, năm 60 mươi, mươi, Thì người qua tập trung ở rất là đông Mà lúc đó thì cái người Việt với mình á cái người qua nó sống cũng xen kẽ với nhau mà nó có ra một cái chuyện là vấn đề xin chào biết có một vấn đề vấn đề nó có nó đã có hai, hai hai dạng vấn đề một vấn đề đó là loại 100 con một cái lỗ vấn đề là à, 42 con do vậy à, một số dùng chợ lớn người qua người việt ha người ta mới áp vô từ đời này nó qua đời nọ mỗi lần mà người ta giống như sổ số, số bây giờ vậy mỗi lần ở cây da xà đó ở quan tính đó, ở dùng cây da xà Mỗi lần một cái người mà hàng ngày nó phát ra một con số người ta chạy ngang rồi mấy người về chủ đề người ta ghi đó người ta nói con dê con dê là biết 35 người ta mới ghép vô rồi cái tờ này riết nó, nó nó vô cái nhập vô cái tâm người ta hễ nó con dê nó 35 hoặc là tao vấn đề tao nói con chó là con số 11 Sơn Trà nhớ không con chó rồi con số 15 là con gì 16 là con gì mà cái, cái vấn đề là con số 35 là con, con, gì Ồ, thì giống như người ta gọi con cọp là ông 30 đúng à? ông 30 ừ. Thì, đúng rồi nhưng mà Sơn trà còn nghe thêm một cái này nữa có vẻ như là nó thích hợp nó khoa học hơn là con dê là số 35 là tại vì số 35 đó đàn ông ở 35 tuổi thì Thật sự nó giống giống như là con dê vậy đó. Thì anh chẳng chặt cũng không hiểu lắm nhưng mà anh có thể nói tại sao Lại là tuổi 35 lại là cái tuổi của con dê đó. Cái câu hỏi Xuân Trời này hay lắm nha quý vị à, Cái thưa vị quan tính thì cũng qua cái tuổi đó rồi à, Những cái đàn ông mà đang nghe chương trình uh, thoát show giữa hai anh em chúng tôi đó Ở độ tuổi 30 mấy đó nghe này cái đàn ông mà độ tuổi ba mươi mấy đó đặc biệt ba mươi lăm rất là đẹp trai rất là chín mùi rất là chín chắn trong cái sự nghiệp của mình rất là gia đình hạnh phúc nghĩa là lúc này là họ có con có cái đàng hoàng này do vậy cái đàn ông ở cái tuổi ba mươi là cái tuổi đỉnh cao về hình thái về phong diện về tư cách về cái mối quan hệ xã hội bên ngoài về chồng con họ đạt cái điểm chính này tuổi ba mươi lăm do vậy cái tuổi 35 là cái tuổi trung niên của đàn ông là câu tuổi đẹp tuyệt vời nhất còn ai hỏi gần đâu quan tính á nếu quan tính quý vị không tin à, quý vị hỏi quan tính quan tính của qua cái tuổi rồi rồi tuổi đẹp mà, lắm tại sao 35 lại là con tuổi 35 lại là tuổi con dê cái có thể là sự trùng hợp cái người trung niên á đàn ông mà cái tuổi 35 á là cái tuổi nó chín chắn rồi nó cái tuổi về mặt à, mặt sinh dục đó là chín mùi nhất quý vị đang ý nha cái độ tuổi đó là tuổi à, tuyệt vời nhất. Do đó, tôi nói cái tuổi băm năm là cái tuổi mà nó nó đỉnh cao. Dùng cái từ là đỉnh cao, nói với vị hiểu rồi. Tức là lúc đó là người đàn ông đang ở trên cái đỉnh cao về mọi mặt hết. Về sự nghiệp, về mối quan hệ, về công việc làm, về gia đình và thậm chí về đỉnh cao của tình dục. Thì nãy giờ nghe anh nói vậy thì mới biết là con dê có nhiều vấn đề đã nói như vậy. <laughs> thì à, nhân tiện này cũng xin cảm ơn anh đã góp mặt vô chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ừ thì nhân dịp năm mới, sơn trà cùng toàn thể nhân viên của đài vstv xin chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, đầy may mắn. thì không biết anh tính có đôi lời gì muốn nói với khán giả trước khi kết thúc chương trình không? À kính thưa quý vị, à, trước hết hoàng tính xin à, kính chúc quý vị à, đang xem đài một năm mới dồi à, dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài. đặc biệt năm nay nếu à, quý vị có xem con gái thì những đứa bé này nó, nó sẽ hoang ngoãn về hiền lành, rất là dễ thương con trai á thì nó biết lo cho gia đình nó đây đây là năm con dê năm con dê vàng do vậy quý vị nếu mà muốn có con năm nay thì quý vị cũng tranh thủ vì con dê là rất là tốt đối với mọi người cảm ơn anh xin chào à, cảm ơn anh tính cảm ơn quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.